Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV nha. Như thường lệ thì mình xin được gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Xin được kính chúc cho tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an cho cuộc sống. Đến với những thông tin ngày hôm nay thì Vượng Hạnh xin được cập nhật đến quý vị và các bạn một số thông tin cực kỳ là vui liên quan tới đàn gà con. Thì câu chuyện ngày hôm nay mình cũng muốn tiếp tục chia sẻ đến quý vị và các bạn trong và ngoài nước những câu chuyện liên quan tới đàn gà con cũng như anh Mạnh Quỳnh và ekip quản lý như mọi người. Như các quý vị cũng đã biết, khoảng thời gian này thì đàn gà con cũng đang chuẩn bị những cái chương trình, những cái tiết mục của mình thật là đặc sắc để mà gửi đến toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị, tới quý vị và các bạn trong và ngoài nước. Và đặc biệt ngày hôm nay, Trường Sang và Tuyết Nhung và Thiên Ngân, Juno, Trường Huy và Hiền Anh cũng báo một tin cực kỳ vui khiến cho tất cả chúng ta ai cũng rất là chờ đợi những cái thông tin chuẩn bị chúng ta sẽ được đón chờ những cái live show thật là tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn thì mấy ngày vừa qua Khanh thì tức là Vượng Hạnh TV cũng cập nhật rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới anh Mạnh Quỳnh và cũng chỉ muốn mong rằng anh Mạnh Quỳnh sẽ được các quý vị khán giả yêu thương, được các quý vị khán giả sẽ hoan hỷ trong năm 2024. Vì câu chuyện thì các quý vị cũng đã biết là hiện tại thì các cái trang mạng đã đăng tải quá nhiều những cái thông tin sai sự thật để khiến cho những người như anh Mạnh Quỳnh sẽ bị hạn chế rất là nhiều về những người ủng hộ. Bởi lẽ bây giờ họ đã chót họ theo làm cái chủ đề về Mạnh Quỳnh thì từ khi chị Phi Nhung qua đời thì đến nay cái chuyện đã lắng xuống hoàn toàn, thì các YouTube cũng không kiếm được bao nhiêu, không kiếm được nhiều những cái doanh thu từ YouTube nữa, thì họ tất nhiên họ phải bịa ra rất là nhiều những câu chuyện liên quan tới Mạnh Quỳnh, phải bịa thế nọ thì họ phịa chuyện thế nọ thế kia để mới có những cái tin giật gân để các quý vị có thể vào xem thì họ mới kiếm được tiền. Đó là Vượng Hạnh xin chia sẻ thật với quý vị là như vậy. Mong sao quý vị chúng ta hãy thấu hiểu và đặc biệt là chúng ta phải tìm hiểu kỹ trước khi chúng ta đưa lời của mình lên cộng đồng mạng để nói xấu một ai đó. Thì tất nhiên Vượng Hạnh nói thì các quý vị có thể là không tin, nhưng các quý vị cứ xem kỹ, nghe kỹ rồi lấy đâu ra chuyện của Mạnh Quỳnh, Dương Huệ nhiều chuyện đến mức độ như vậy. Suốt ngày những cái thông tin đăng tải nói về cái chuyện đó khiến cho người hâm mộ đang phẫn nộ thì lại càng thêm phẫn nộ và sẽ để ý nhiều hơn, xem nhiều hơn thì doanh thu của người ta tất nhiên là phải cao hơn. Cho nên chuyện của Mạnh Quỳnh anh ấy buồn là rất là đúng, và anh ấy có lý do để buồn, có lý do để mà nói lên được cái tâm sự của mình, thì cũng mong các quý vị hoan hỷ. Đó là một trong những cái câu chuyện về anh Mạnh Quỳnh. Thì ngay sau đây em sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn một số cái thông tin vui mà Trường Sang, Juno, Tuyết Nhung và Thiên Ngân đã đăng tải, đã chia sẻ cái những cái thông tin này để mong muốn các quý vị có thể tiếp tục ủng hộ cho đàn gà con, cho Trường Sang, rồi Trường Huy hay là Juno nhé mọi người. Thì cái live show này tại phòng trà Đồng Giao sẽ được diễn ra vào thứ 6 ngày 15 tháng 3 năm 2024. Thì gồm có Trường Sang, Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Juno và Trường Huy, Hiền Anh. Link đặt chỗ thì phòng trà Đồng Giao đặt ở ngay bên dưới những cái thông tin này, các quý vị có thể search và chúng ta có thể đặt vé nha. Và cái hotline là 0918488585, phòng trà Đồng Giao 164, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thì tất cả mọi người sẽ có thể vào để chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng đàn gà con sẽ biểu diễn trong cái live show này. Đây là một thông tin rất là vui, có đầy đủ Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang, Juno và
và Trường Huy. Và cũng có một số những quý vị khán giả bình luận như sau. Cuối cùng thì hai bạn nhỏ của chúng ta cũng có show. Chúc mừng Thiên Ngân, Tuyết Nhung. Chúc cho đàn gà con show diễn thành công, tốt đẹp. Nhà mình ủng hộ cho các cháu nhé. Đó, tuyệt vời quá Tuyết Nhung, Thiên Ngân. Chúc mừng các em nhé. Hãy cố lên các cô gái của tôi. Những câu chuyện nghe rất là vui, đúng không thưa quý vị? Thì đây là một trong những cái bài viết mà các bé đã chia sẻ lại. Thì cũng rất là mong các quý vị hoan hỷ. Chúng ta hãy ủng hộ cho đàn gà con trong những năm tiếp theo này sẽ có được nhiều những cái thành công, nhiều những cái gặt hái trong năm 2024 quý vị nhé. Thì dẫu biết rằng cuộc sống nó còn nhiều những cái gian truân, nhiều những cái vất vả nhiều hơn nữa. Tuy rằng là như vậy nhưng các bé vẫn cố gắng hàng ngày, vẫn tiếp tục live stream bán đồ để kiếm thêm thu nhập trong cuộc sống. Và sẽ đón chờ những cái live show mới để cho các quý vị khán giả xa gần sẽ được chiêm ngưỡng, sẽ được thưởng thức âm nhạc từ các bé. Còn thì anh Mạnh Quỳnh cũng đã nhắn nhủ cho đàn gà con và cũng đã chúc mừng đàn gà con. Và anh Mạnh Quỳnh cũng có một vài cái thông tin, một vài những cái bài hát mới và cũng mong cho các bé sẽ tập luyện để các bé sẽ cố gắng hơn và để gửi gắm tới quý vị khán giả những cái bài hát thật là tuyệt vời. Mới đây thì thưa quý vị, anh Mạnh Quỳnh cũng có đang chuẩn bị sáng tác, cũng muốn ra mắt những cái ca khúc mới. Tuy rằng nó cũng vẫn buồn một chút nhưng nó mang lại cho chúng ta nhiều cái cảm xúc, nhiều cái cung bậc cảm xúc mà chúng ta cảm thấy rất là vui, đúng không ạ? Thì tiếp tục, bé Tuyết Nhung cũng có đăng tải một số cái thông tin như sau. Tháng 3 và tháng 4 này bé Nhung có vài chiếc show đáng yêu nè cả nhà. Ngày mùng 5 tháng 3 là Đặng Tất, ngày mùng 8 tháng 3 là Long An, ngày 15 tháng 3 là Đồng Giao, 17 tháng 3 là Chùa Hoàng Pháp 10 giờ sáng, ngày 24 tháng 4 Quảng Ngãi hoặc Phú Yên ạ, Kaka. Có gì Nhung sẽ chốt lại điểm diễn cho cả nhà nhé. Lịch diễn sẽ còn cập nhật thêm. Anh chị em vui lòng liên hệ công việc qua số điện thoại 0352205237. Hiện tại là bé Nhung lại tiếp tục viêm họng, ho sổ mũi và đang uống thuốc và các loại theo cả nhà hướng dẫn. Hy vọng sẽ mau khỏi để có sức khỏe tốt để phục vụ đến cả nhà những ca khúc thật là tuyệt vời hơn nữa. Thật sự đây là những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung tiếp tục đăng tải lên cái trang cá nhân của mình. Mong muốn được toàn thể quý vị khán giả xa gần sẽ ủng hộ cho các bé để cho các bé sẽ có được những cái khoảng thời gian thật là tuyệt vời hơn nữa, để mong sao các bé sẽ được thành công trong cái lĩnh vực nghệ thuật, sẽ đem tiếng hát của mình đi khắp muôn nơi, đi khắp mọi nhà, mọi nơi, để sau này những các bé cũng được nổi tiếng như mẹ Phi Nhung của mình, tức là nhà nhà đều nghe nhạc Phi Nhung từ trước tới nay. Bản thân của Vượng Hạnh cũng nghe nhạc của chị Phi Nhung rất là lâu năm rồi thưa quý vị. Mong sao quý vị sẽ ủng hộ cho các bé nhiều hơn nữa, để trong cuộc sống này các bé sẽ thành công rực rỡ nha quý vị. Những cái thông tin, những cái công việc của các bé thì Vượng Hạnh sẽ tiếp tục cập nhật đến các quý vị và các bạn trong và ngoài nước, sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất để cho các quý vị có thể biết được những cái thông tin tuyệt vời về các bé. Và các bé sẽ cho tất cả quý vị khán giả thấy được cái khả năng, cái sự cố gắng của mình, để mong các quý vị tiếp tục là những cái chỗ dựa tinh thần cũng như là những cái bức tường vững chắc cho các bé, để các bé có thể thành công hơn trong cái lĩnh vực nghệ thuật. Dẫu biết rằng các quý vị rất là yêu thương đàn gà con, nhưng mong quý vị chúng ta hãy tiếp tục ủng hộ, tiếp tục theo dõi đàn gà con để cho các bé có thể vượt qua được những cái giai đoạn thật sự là khó khăn. Vì sang năm 2024 này sẽ hứa hẹn nhiều những cái cung bậc cảm xúc rất là tuyệt vời. Và hôm nay mình sẽ cập nhật tới đây. Cảm ơn các quý vị và các bạn trong mọi nước. Xin kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống.
Mọi người ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh nha. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.